gái của em rất chung liền. Và em trước tiên là học phí xin được dự ha. Hôm nay tôi không biết là bây giờ bước một thì một chút dự. Chị nghĩ là bây giờ tất cả mọi người quan trọng nhất là chúc về sức khỏe. Câu chúc đầu tiên bây giờ ngày xưa chị chúc sức khỏe là bây giờ là chị chúc bình an đến tất cả mọi người. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể. Nhưng mà ở đây cũng hơi kiên trì tí xíu đó mọi người. Bởi vì dù cho bất cứ mình có chích bệnh mũi 2, mũi 3, mũi gì á, 5K vẫn là quan trọng nha mọi người. Để nếu chúng ta muốn trở lại cuộc sống bình thường thì vẫn phải 5K. Bây giờ thì chúc mừng sức khỏe, chúc mừng sẽ thành công hơn nữa và sẽ sớm cho ra đời nhiều đứa con tinh thần của mình nữa. Và không phải chỉ trong dự án mà như là dự nói là chỉ là bây giờ em đang tự tin ở cái mạng em viết văn, mà trong tương lai là sẽ cạnh tranh với tất cả các đồng nghiệp mình với những cái clip, những cái video mới để cạnh tranh với đồng nghiệp mình nữa chứ ha. Lúc đó là tự tin rồi phải không? Dạ em mời mà chị Ly đóng với em làm tự tin em làm liền. Nãy giờ dự ở trên đây dự nói chuyện là biết ở với anh Lộc với tất cả mọi người nói sao không? Dự khều rất là hay, khều chỗ này linh qua chỗ kia, linh qua chỗ nọ, ghê lắm, nói câu này là có liên qua chỗ khác liền là ghê lắm. Ai mà nói không duyên đâu. Thực ra thì cũng xin chia sẻ là Ly ít khi nào đi tham dự những sự kiện, chắc là mọi người cũng biết. Nhưng mà có nhiều cái tình cảm khó lắm. Cho nên là hôm nay cũng lần thứ hai dự mời đến đứa con thứ hai này. Cho nên là cũng ráng, không dám hứa, không nói trước cái gì. Nhưng mà tranh thủ cũng đứng đến đây chúc mừng dự một xíu. Nghĩ là chắc dự hiểu rồi ha. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau cái tiếng hát để chúc mừng sinh nhật của dự nha. Tất cả mọi người cùng hát nhé. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn tất cả tình cảm của tất cả các anh chị phóng viên báo đài, các anh chị nghệ sĩ, của những người bạn, người anh chị, các bạn fan đã cùng đến đây tổ chức cho dự không chỉ là buổi họp báo này và những sự kiện sau nữa. Bây giờ mình nhắm mắt mình ước rồi mình thổi nến trong cái sinh nhật của DJ lớn nào. Xin lỗi là lớn mình thổi hơi cực, thì cái hàm em thổi một cây đã khó rồi, giờ thổi thổi từng từng cái một.